Lan Hương xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên tin tức 24 giờ TV. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị, trong bản tin nóng nhất về tình hình lũ lụt miền Trung hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Xúc động hai học sinh nghèo Quảng Trị trả lại 5 triệu đồng tiền nhặt được từ túi quần áo cứu trợ. Bác trưởng xóm ở Hải Lăng Quảng Trị lần đầu lên tiếng vụ có tên trong danh sách cứu trợ của Thủy Tiên Cảm động người dân nghèo vùng lũ Hà Tĩnh, trắng đêm gói bánh ủng hộ người Nghệ An chống lũ. Ấm lòng sau cơn bão, những người sửa mái tôn chạy nước miễn phí cho bà con miền Trung. Khẩn cấp di rời hơn 100 người khỏi chân đồi có nguy cơ sạt lở. Cảnh báo khẩn cấp, sau bão số 10, Biển Đông có thể đón bão số 11. Sau đây, mời quý vị đến với những nội dung chi tiết có trong bản tin ngày hôm nay xúc động hai học sinh nghèo Quảng Trị trả lại 5 triệu đồng tiền nhặt được từ túi quần áo cứu trợ. Thưa quý vị, thầy Phan Thanh Minh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vĩnh Hà tại huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, xác nhận có hai học sinh nữ đang học tại trường đã tìm đến các giáo viên để nhờ gửi trả lại số tiền 5 triệu đồng. Cụ thể vào lúc 9 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 11, trong lúc thử đồ cứu trợ, hai em Hồ Thị Thanh Hoài và Hồ Thị Khuê cùng học lớp 5, nhặt được 5 triệu đồng từ túi một chiếc áo khoác cũ. Số của áo quần này nằm trong hàng hóa được các nhà hảo tâm từ thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng nhà trường. Hai em đã nhanh chóng mang tiền đến văn phòng nhà trường để nhờ thầy cô liên hệ trả lại chủ nhân của số tiền trên. Được biết, gia đình của Hoài và Khuê thuộc diện hộ nghèo cận nghèo của xã Vĩnh Hà, còn cả hai suốt 4 năm liên tục đạt học sinh giỏi. Thầy hiệu trưởng nói, Sắp tới, nhà trường sẽ biểu dương tấm gương của hai học sinh này trước toàn trường để lan tỏa hành động đẹp cho các bạn noi theo. Các thầy cô cũng như là bố mẹ luôn muốn các em trở thành người lương thiện, thật thà trước khi trở thành người tài giỏi. Bác trưởng xóm ở Hải Lăng, Quảng Trị lần đầu lên tiếng vụ có tên trong danh sách cứu trợ của Thủy Tiên. Mới đây, trong quá trình đi tặng quà cứu trợ, Thủy Tiên bất ngờ thông báo ngừng hỗ trợ tại Hải Lăng, Quảng Trị vì phát hiện hầu như có rất nhiều người khá giả đến nhận quà, nhiều người đeo vàng và sơn móng chân đến nhận. Đồng thời nữ ca sĩ chia sẻ thông tin trên mạng xã hội về việc nhiều hộ có tên trong danh sách khảo sát nhưng không được phát phiếu nhận quà mà phiếu lại do người khác đi nhận. Không chỉ vậy, Thủy Tiên còn chia sẻ đoạn clip trên trang fanpage ghi lại ý kiến của một người phụ nữ ở một xóm trong thôn thuộc xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, được cho là có tên trong danh sách nhận quà nhưng lại không nhận được phiếu. Trong đoạn clip cũng ghi lại ý kiến của ba người đàn ông tự giới thiệu là người thuộc xóm này cho biết, cả xóm có gần 130 hộ nhưng chỉ có 6 hộ được xét nhận phiếu tặng quà cứu trợ từ đoàn của Thủy Tiên, trong đó có một hộ là xóm trưởng. Thủy Tiên cho rằng điều này là bất cập nên quyết định sẽ hoãn việc phát quà cứu trợ tại 12 xã tại Hải Lăng Quảng Trị. Cho đến khi cô thấy là huyện, xã sắp xếp lại danh sách đúng người cần giúp thì sẽ quay lại. Đặc biệt thông tin một trong sáu hộ được xét duyệt nhận quà cứu trợ trong xóm lại có tên của gia đình xóm trưởng đã khiến nhiều người xôn xao. Trước vấn đề này, chia sẻ trên báo An ninh Thủ đô, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng cho biết. Ngay sau khi xảy ra sự việc gây xôn xao dư luận, Chính quyền xã đã lập đoàn thanh tra với sự giám sát của nhiều người để ra soát lại toàn bộ hộ dân thuộc xóm này. Sau khi xác minh kỹ càng thì các hộ dân có tên trong danh sách nhận quà cứu trợ từ đoàn Thủy Tiên đều đúng là bị ngập sâu trên một mét, bao gồm cả gia đình của xóm trưởng. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng lan truyền những hình ảnh ghi lại ngôi nhà của người được cho là xóm trưởng xóm 1, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, một trong sáu hộ gia đình được đoàn của Thủy Tiên trao quà cứu trợ. Theo đó, ngôi nhà của vị xóm trưởng này khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng vì cũng sơ xác, tan hoang và tiêu điều. Trong nhà thậm chí không có vật dụng gì, giá trị, ngoài chiếc giường, bộ bàn ghế, cùng nồi niêu song chảo. Sau khi bị nhiều người hoài nghi về hoàn cảnh gia đình mình, chia sẻ trên báo đất Việt, bác Lê Quang Tường, 65 tuổi, trưởng của xóm 1, Thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng cũng đã lên tiếng phân trần. Theo đó, nhà bác Tường ngập sâu hơn một mét, khoảng 5 tạ lúa bị ướt. Một số vật dụng trong nhà hư hỏng. Chia sẻ về sự việc ồn ào trên, bác Tường chia sẻ. Tôi rất cảm ơn tình cảm của mọi người ở khắp nơi dành cho tôi và gia đình trong lúc này. Tôi cũng buồn vì những hiểu lầm không đáng có. Nhưng tôi buồn một thì con tôi buồn mười, sợ nhất là ảnh hưởng đến con. Tuy nhiên tôi cũng không để bụng, không giận ai cả. Cứ cố gắng làm việc, giúp dân hết trách nhiệm của mình. Được biết, những ngày trước lũ, bác Tường giúp bà con phòng chống lũ theo chỉ đạo của huyện, đến tận nơi thông báo cho những hộ neo đơn, nhà thấp, có nguy cơ ngập nặng, sơ tán đến nơi an toàn. Sau lũ, bác Tường lại tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tổng hợp danh sách cấp gạo cho bà con. Sau khi biết hoàn cảnh nhà bác Tường khó khăn, nhiều tổ chức, nhà hảo tâm đã gửi lời thăm hỏi và động viên đến gia đình. Cảm động người dân nghèo vùng lũ Hà Tĩnh, trắng đêm gói bánh ủng hộ người Nghệ An chống lũ. Nhiều người dân ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tất bật chuẩn bị các nguyên liệu gói hàng nghìn chiếc bánh đúc để kịp thời gửi ra cho người dân ở huyện Thanh Trương, Nghệ An chống lũ. Cô giáo Lê Thị Huyền ở xóm Quốc Tiến, xã Cẩm Duệ, chia sẻ. Vừa mới trải qua trận lũ kinh hoàng nên chúng tôi hiểu thế nào là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Những ngày phải ngâm mình trong nước lũ, chúng tôi càng thấu hiểu những gì bà con Nghệ An đang phải gánh chịu. Với tinh thần tương thân tương ái, lá rách ít, đùm lá rách nhiều, mỗi người dân chúng tôi cùng chung tay hướng về bà con Nghệ An ruột thịt. Theo người dân nơi đây, nguyên liệu làm bánh đúc rất đơn giản. Chỉ cần bột gạo, với một ít gia vị là có thể làm ra những chiếc bánh đúc thơm ngon. Cùng tham gia gói bánh, anh Nguyễn Văn Nam cho biết, chọn làm bánh đúc để gửi ra Nghệ An, bởi lẽ tại vùng lũ lụt, điện nước không có nên mọi người chỉ có thể sử dụng luôn đồ ăn qua chế biến. Bánh đúc là đặc sản của quê hương, có nhiều chất dinh dưỡng lại dễ làm. Anh Nam nói, từ trưa hôm qua 31 tháng 10, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị gói bánh đến 1 giờ sáng nay thì hoàn thành để kịp thời gửi ra cho bà con Nghệ An. Dù thức trắng đêm, có chút mệt nhọc, nhưng ai cũng vui khi được góp chút công sức giúp đỡ bà con. Cũng theo anh Nam, đây là hoạt động tự phát của người dân. Lúc đầu chỉ một vài người, sau đó thì rất nhiều gia đình cùng tham gia. Ấm lòng sau cơn bão Những người sửa mái tôn chạy nước miễn phí cho bà con miền Trung. Siêu bão Molave đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, trong đó có thành phố Đà Nẵng. Cơn bão đi qua đã để lại cho người dân một đống hỗn độn đến ngỡ ngàng. Người dân đang lao đao vì những mái nhà tôn tốc mái, những tấm biển hiệu gãy đổ, cùng rất nhiều đồ hư hại nặng nề. Chưa biết phải nhiều và ai để có thể vượt qua khó khăn này. Đứng trước tình cảnh đó, thay vì coi đây là một cơ hội làm giàu, thì ngược lại, anh Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1983, chú tại quận Cẩm lệ thành phố Đà Nẵng đã dùng khả năng sửa chữa cơ khí của mình để giúp đỡ miễn phí cho những hộ gia đình bị hư mái tôn, mái hiên sau bão. Anh Thuận bày tỏ trên trang cá nhân của mình: Thiên tai xảy ra, nhà ai hư hỏng về phần cơ khí hay tôn thì gọi Thuận sẽ giúp miễn phí. Hãy nhớ là miễn phí nhé, Đà Nẵng ơi cố lên. Ngay từ khi đăng thông tin trên trang cá nhân, anh Thuận đã nhận được rất nhiều cuộc gọi nhờ sửa chữa nhà cửa nên anh đã tất bật chuẩn bị mọi thứ để giúp đỡ mọi người nhanh nhất có thể để công việc được diễn ra nhanh hơn anh thuận đã huy động thêm những người bạn trong nghề để được hỗ trợ anh thuận cho hay khi nghe tin bão lớn anh đã chuẩn bị mọi thứ huy động những bạn bè trong nghề cơ khí cùng nhau giúp dân chứ bão lớn quá sợ người dân không có chỗ ở chứ không phải là mình làm về kinh tế hay gì hết mình làm miễn phí giúp người là chính thôi lúc đó mấy người anh em nói được thì mình cùng nhau làm thôi. Người bạn đồng hành cùng anh trong những lần giúp đỡ người dân là anh Phan Quang Đông, 27 tuổi, trú tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Là một người em thân thiết, cùng chung chí hướng, muốn góp một phần sức lực của mình để giúp đỡ mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn. Anh Đông chia sẻ, anh em tôi làm theo tâm nguyện của mình, chứ không đòi hỏi gì hết, không mong muốn tiền bạc gì. Chúng tôi làm vì lương tâm, vì muốn hướng cho con em sau này nhìn thấy được những người đi trước làm những điều tốt đẹp như thế nào để noi gương làm theo những điều như thế anh thuận rất nhiệt tình sửa chữa chỉ cần có người gọi anh thuận sẽ đến tận nhà để sửa cho người dân thay vì anh nghĩ rằng mình phải làm cho nhanh bởi ai cũng cần ổn định nhà cửa để sinh sống và nhiều hộ dân thì còn phải buôn bán để mưu sinh nữa những ngày tới, anh Thuận cho hay sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người, sửa càng nhiều nhà cho người dân càng tốt để bà con ổn định cuộc sống của mình. Cô Nguyễn Thị Tiên 45 tuổi, chú Thạch Thanh Khê cảm kích trước lòng tốt của anh Thuận và cho biết anh Thuận rất nhiệt tình giúp đỡ. Ngay từ sáng sớm, anh Thuận đã có mặt tại đây để bắt tay vào công việc của mình. Cô Tiên cảm kích chia sẻ anh Thuận rất nhiệt tình. Cô thấy anh Thuận đăng tải trên Facebook nói muốn giúp đỡ mọi người sửa đồ với cơ khí miễn phí, nên cô điện là giờ anh đã tới rồi. Anh Thuận còn chở nhiều đồ đến làm giúp cho cô. Lòng nhiệt tình của anh Thuận, cô không biết sao để tả nổi nữa. Cô rất là cảm ơn nhóm của anh Thuận. Không có nhóm của anh Thuận thì cô không biết phải làm như thế nào với mái hiên này nữa. Được biết trong đợt lũ lụt hoành hành ở miền Trung trước đó, anh Thuận cũng tham gia các đoàn thiện nguyện để hỗ trợ trao nhu yếu phẩm cho bà con ở các địa phương bị ngập. Tình làng nghĩa xóm. Trước sự tàn phá của cơn bão số 9, một số địa phương ở tỉnh Quảng Nam cho đến hiện giờ vẫn chưa có điện trở lại. Điều này khiến nước sinh hoạt trở nên thiếu và rất cần thiết với những người dân không thể bơm nước từ giếng đào hoặc là giếng khoan trước những khó khăn mà người dân đang gặp phải, hơn hai ngày nay, chiếc máy phát điện của anh Trương Quý Thảo, sinh năm 1976, trú tại xã Tam Xuân 1 huyện núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đã hoạt động hết công suất để có thể bơm nước đầy lên bồn chứa của những hộ dân thiếu nước sinh hoạt. hết nhà này, anh Thảo lại kéo ngay chiếc xe của mình đến nhà khác để kịp thời hỗ trợ cho tất cả mọi người. Anh Thảo cho biết mỗi một hộ dân bơm nước tốn gần một giờ đồng hồ và tốn hơn một lít dầu để chạy máy nổ phát điện. Trung bình một ngày, anh có thể cấp điện được hơn 10 nhà và tốn gần một triệu đồng tiền xăng dầu. Nhưng điều đáng nói với người đàn ông tốt bụng này là mọi chi phí, anh đều miễn phí cho tất cả mọi người. Anh cười tươi chia sẻ, nhà mình có máy phát điện để bơm nước mà nhìn nhà người khác không có. Bảo thì ai cũng khó khăn hết. Có người điện thuê đến để thuê máy phát điện của anh, nhưng anh nói không, anh giúp mọi người ở đây miễn phí. Được biết, suốt 4 ngày cúp điện do bão, anh Thảo đã kéo chiếc máy nổ của mình đến hơn 50 hộ dân ở nhiều tổ đoàn kết khác nhau của xã Tam Xuân 1. Đi đến đâu, anh Hồng đều cấp điện miễn phí cho mọi người. Nhờ những nguồn điện nhỏ của anh mà nhu cầu sinh hoạt cơ bản của người dân đã được đảm bảo. Anh Thảo tâm sự, từ hôm qua đến giờ anh nhận được hơn 30 cuộc gọi nhờ phát điện rồi, cứ ai gọi nhờ là anh đi, tình làng nghĩa xóm với nhau cả nên thấy vậy, anh phải đi giúp người khác thôi, mọi chi phí anh đều miễn phí hết. Ông Nguyễn Văn Hà, hộ gia đình được anh Thảo cấp điện bơm nước cho biết, do bão số 9 khiến điện bị cúp suốt 4 ngày nay vẫn chưa có lại, nên gia đình tôi và tất cả mọi người ở đây đều bị thiếu nước sinh hoạt. Nghe tin anh Thảo chạy máy phát điện bơm nước miễn phí, nên hôm nay tôi đã gọi điện cầu cứu, nhờ anh Thảo mà bốn nước nhà tôi mới được đầy và tạm thời không phải lo thiếu nước sinh hoạt. Tôi rất cảm kích trước việc làm của anh Thảo. Được biết không chỉ cấp điện để bơm nước miễn phí cho người dân, anh Thảo còn cho người dân đến nhà sạc đèn pin và điện thoại miễn phí. Người đàn ông tốt bụng này tích cực tham gia phụ giúp sửa chữa nhà miễn phí cho những hộ dân bị hư hại trong cơn bão số 9 vừa qua. Những sự chia sẻ dù là nhỏ nhất, giống như anh thuận, anh Thảo cũng là một cách để cùng nhau giúp người dân vượt qua khó khăn để khắc phục hậu quả sau thiên tai một miếng khi đói bằng một gói khi no dù cho mỗi người đóng góp khác nhau nhưng họ đều chung một điểm là có tấm lòng cao cả tương thân tương ái đó cũng chính là biểu hiện rõ ràng về đức tính tốt đẹp của người việt nam hy vọng rằng những việc làm nhân nghĩa như của anh thuận anh hồng sẽ ngày càng được lan tỏa nhiều hơn trong cộng đồng Khẩn cấp di rời hơn 100 người khỏi chân đồi có nguy cơ sạt lở. Ông Nguyễn Thế Hùng, bí thư đảng ủy xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, địa phương đã tiến hành di rời 105 nhân khẩu của 24 hộ dân xóm rổng vòng đến nơi an toàn. Trước đó, vào ngày 28 đến 30 tháng 10, trên địa bàn huyện Lương Sơn nói riêng có mưa to đã làm quả đồi tại khu vực tái định cư xóm rổng vòng xã Lâm Sơn bị nứt toác, và có nguy cơ sạt lở cao. Theo khảo sát của các cấp chính quyền địa phương, khu vực đồi có nguy cơ sạt lở có chân đồi cao 30m, rộng khoảng 25m, với vết nứt nguy cơ sạt lở khoảng 45.000 mét khối đất đá. Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn cùng với xã Lâm Sơn sau đó đã tiến hành di rời khẩn cấp 24 hộ dân với 105 nhân khẩu, cùng tài sản nguy cơ bị ảnh hưởng ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Ngày 2 tháng 11, Ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã đến khu vực nguy cơ sạt lở đồi để kiểm tra, đưa các cơ chế chính sách ổn định lâu dài cho các hộ dân đã được di rời, xử lý nguy cơ sạt lở khu vực này. Được biết, khu vực xóm rồng vòng tại xã Lâm Sơn nằm dưới chân đồi Lù Thao có tổng số 145 hộ dân với trên 600 nhân khẩu, diện tích khoảng trên 20 ha. Khu vực đồi đã được quy hoạch là đất trồng rừng sản xuất có nền đất yếu, độ phong hóa thảm thực vật cao, dễ bị sạt lở khi mưa lớn kéo dài do có độ dốc lớn. Đỉnh đồi cao trên 200m so với khu dân cư rồng vòng. Năm 2015 tại đây đã xuất hiện vết nứt dài khoảng 30m, rộng từ 0,3 cho tới 0,5m, vị trí độ cao khoảng 50 đến 60m so với khu dân cư. Huyện Lương Sơn đã đầu tư triển khai dự án xây dựng kè chống sạt lở tại khu vực xóm rổng vòng nhưng hiện nay vẫn không đảm bảo an toàn, nguy cơ sạt lở vẫn ở mức cao. Tin cảnh báo khẩn cấp Sau bão số 10, Biển Đông có thể đón bão số 11. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay bão số 10 đang di chuyển khá chậm về phía quần đảo Hoàng Sa. Vào 4 giờ sáng ngày 3 tháng 11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông đông nam, Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km h giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 140 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khá chậm khoảng 10 km h Đến 4 giờ ngày 4 tháng 11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290 km về phía Nam Đông Nam. Mạnh lên một chút, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 từ 60 đến 90 km/h, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 17 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 115,5 đến 120 độ kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 4 giờ ngày 5 tháng 11, tâm bão cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 160 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 6 tháng 11, trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 40 km h Dự báo bão số 10 sẽ gây mưa làm hai đợt cho các tỉnh miền Trung. Đợt thứ nhất từ 4 đến mùng 6 tháng 11 tại khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi với tổng lượng mưa từ 300 đến 400 mm. Khu vực Bình Định, Phú Yên và Bắc Tây Nguyên từ 100 đến 200 mm. Sau đó hoàn lưu của bão kết hợp với không khí lạnh sẽ hình thành nên một vùng hội tụ gió trên cao gây mưa cho các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị từ ngày 5 đến mùng 7 tháng 11 với tổng lượng mưa từ 150 đến 350 mm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, dự tính trong những ngày đầu tháng 11 có khoảng 2 đến 3 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông. Sau bão số 10, khoảng ngày mùng 6 mùng 7 tháng 11 xuất hiện cơn bão tiếp theo có khả năng hoạt động ở vùng biển phía Đông Bắc biển Đông. Các tỉnh miền trung tiếp tục đối mặt với nguy cơ bão trồng bão cũng như mưa lớn kéo dài do tác động của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động nhiệt đới trong tháng 11. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để cùng đồng hành với tin tức 24h TV. Lan Hương xin kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo